Ê, xin miếng hả? Nhưng mà tao chạm môi vào rồi. Không sao, tao có chê mày đâu. Trả đây. Thôi mày uống đi, tao không uống đâu. Cảm ơn á. Ê, xin tờ nè. Ừ, này. Thôi mượn đi vệ sinh đi. Trả đây. Ui, dùng hết một nửa rồi, sao mày dùng nhiều thế? Dùng được bao nhiêu đâu mà. Ơ, mượn tẩy tí nào. Hả? Ê, mượn bút xóa tí nào. Cho này. Tao nữa à, tao mượn nữa à. Nhanh, nhanh, tao đang cần này. Ui, hết mực rồi, trả đây.